Là vất vả để mà đồng hành cùng với lại đoàn của mình, và hôm nay rất là vinh dự khi mà được anh quay phim ghi hình và chia sẻ câu chuyện của một người miền Tây mà lên tận cái vùng non nước Cao Bằng như thế này. Củi. Củi khí đốt đấy mà. Dạ. Vâng. Cây củi ấy. Dạ. Em chưa thấy cây củi đúng không? Dạ em thấy rồi, có nghĩa là dùng để đốt, để sưởi ấm. Vâng. Để nấu ăn ấy. Dạ. Để nấu ăn ấy. Vâng. Vì là cái điểm trường này là chưa có điện. Dạ. Cho nên các cô cũng không thể nấu đồ điện được. Anh. Sau một hành trình qua những cung đường khác nhau thì cái đoàn của mình á, những cái chiếc xe phải dừng lại. Phải đi bộ và vừa hộ phải mang một cái đôi ủng như thế này để đi một cái đoạn đường đất. Một đoạn đường khá là gian nan, nhưng mà đây là một cái hành trình khá là thú vị của cả đoàn luôn. Cũng cảm ơn các anh công an cũng như được rất là nhiều. Phải nói rất là vất vả gian nan. Mà lần đầu tiên đi trên một cái cung đường như thế này nó tuyệt vời. Ở một cái độ cao cũng khá là cao so với mực nước biển. Nhiệt độ bây giờ thì khoảng 15-16 độ thôi. Anh Thành có chuẩn bị cho một cái đôi ủng để đi nè. Đôi ủng này để đi cái đường sình kia kìa. À, bây giờ sẽ thay vậy đi ủng thôi. Dạ. Anh đi ủng à? Đi ủng. Ở kia bằng đá nặng hơn, em xuống đã. Mà đây là một đôi ủng nha. Đường sình lắm mà phải đi ủng này để nó không văng lên đó. Đó. Dễ thương như chưa em, đúng rồi, ủng này lại chống lạnh đó. Đôi ủng của anh đúng không? Ừ ấy hả? Dạ. Dạ anh qua đây chia sẻ cho một chút xíu về cái chiếc xe này. Cái chiếc xe lúc sáng đi nó thật đẹp lắm. Mà sao qua một cái hành trình qua những cái cung đường á, mấy cái chiếc xe nó bây giờ nó bẩn rồi nè. Qua đây anh ha. Còn có anh công an cơ động hỗ trợ tiếp nè. Nè, kinh khủng không? Cái chiếc xe nó dơ hết luôn rồi nè. Đó, từ thành phố Cao Bằng mà đi về đây thì khoảng 50 cây mà qua những đoạn đường như thế này nè. Thật lòng thì nói vô cùng biết ơn các anh cũng như là các chính quyền địa phương cấp ngay tại thành phố Cao Bằng này, ngay tại tỉnh Cao Bằng này luôn. Ngày hôm nay đi đến một cái điểm trường không điện, không nước, và thậm chí đừng nói là đến chi là mạng di động hay cô ấy cũng chị. Đây là một hành trình khá là dài và khá là đáng nhớ trong một cái chuyến gần Tết trở về lại tỉnh Cao Bằng, một cái tỉnh đề đầu của Tổ quốc, non nước Cao Bằng hữu tình lắm. Nhưng mà cuộc sống của người dân ở đây cũng khá là vất vả. Ngày hôm nay đi đến một cái điểm trường chỉ có 17 em thôi. Và phần quà hôm nay là 78 phần tất cả hai điểm trường. Bây giờ đi ha. Đây là cái đoạn đường mà ngày hôm nay Bùi Hồ cùng với lại cả đoàn cũng như là các anh em phải đi đến một cái điểm trường vùng sâu vùng xa ở trên một cái đồi núi thuộc tỉnh Cao Bằng. Ở đây thì nếu như mà không nói thì cô bác anh chị có thể hiểu rằng khi mà cái đoạn đường đến trường của học sinh nó vất vả đến biết chừng nào. Cái huyện này tên gì em quên mất tiêu rồi. Huyện tên gì anh? Huyện Nguyên Bình. Dạ, xã Triệu Nguyên. Cái này là máy phát điện hả anh? Máy phát điện của hộ gia đình. Ồ, ở đây đặt đặt đấy. Cái máy phát điện hả? Chạy bằng nước hả? Ừ, chạy nước suối. À. Đây là một cái hơi nước chạy cái motor để phát điện đúng không? À, có nghĩa là cái nguyên lý hoạt động là dùng sức lực dài chạy của nước đẩy với cái motor. Và sau đó phát điện cho một cái gia đình. Vì ở nơi đây là không có điện mà. Đúng rồi. Hay ha. Lâu lắm có thấy cảnh này rồi. Lúc còn nhỏ gần khu anh thi cầu ấy có mà. Dạ dạ. Trên cái hành trình này mà nếu như mà mang giày thì không biết xuống như thế nào.
nhờ anh Thành có chuẩn bị cho Bùi Hồ một cái đôi ủng. Cảm ơn anh rất là nhiều, cảm ơn người cao bằng. Dạ. Rất là dễ thương. Và ngày hôm nay thì lại phát hiện một cái máy phát điện nhỏ nhỏ chạy bằng sức chạy của nước á. Anh dẫn nước suối từ ở trên cái núi này nè. Rồi sau đó là làm cho cái dòng nước nó nhỏ lại, chạy mạnh hơn. Nước chảy càng nhiều á thì điện nó sẽ càng mạnh. Và nước chảy yếu thì điện nó sẽ yếu lại. Một cái khung cảnh á, mình thấy nó dù hoang sơ, bình dị. Trên cái hành trình nó rất là dài. Và phải nói khi mà đi đến này đồng hành cùng với lại các anh em á, thì mình cũng không cảm thấy không có cô đơn. Đúng anh? Dạ. Đây khoảng 2 cây số là đến điểm trường. Còn 2 cây nữa. Cô ơi. Đó là cô hiệu trưởng đúng không? Điểm mặt dạ hết rồi không nhớ đâu. Dạ. Khoảng 2 cây số nữa phải không cô? À 1 cây. 1 cây nữa hả cô? Dạ. À hơn 1 cây thôi. Hơn 1 cây, cô là cô hiệu trưởng đúng không? Dạ. Để nghe tâm sự với cô hiệu trưởng tí xíu, vừa đi vừa chia sẻ với cô. Cô ơi, đường đi xa quá hả? Đối với em thì cũng không có vất vả mà học sinh đi tìm con chữ đâu. Cho em đeo cái này để cô trò mình tâm sự cho nó có tiếng hả? Đây, đây là cô hiệu trưởng của một trường mầm non đúng không cô? Dạ, chào cô. Hôm nay thì là trường mầm non Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Dạ. Rất vinh dự có anh Bùi Hồ. Dạ. Đến từ Lâm Đồng. Các bạn biết không, con đường rất là vất vả. Nhưng mà cả đoàn đi rất là vui vẻ, hứng khởi. Vì anh đấy mang đến với các em những áo ấm. Dạ. Rồi giày dép, quần áo, thực phẩm. Mọi người ạ, rất là mệt. Không biết thì ở điểm trường như thế này, các học sinh nó, các em là đi đến trường phải lội bộ hay là phải ba mẹ đưa đi? Có, hầu như toàn ba mẹ đưa đi vì là điểm trường thì ở đây. Thế nhưng mà nhà còn cách lớp khá xa. Dạ. Tất cả là phải đưa phụ huynh đưa đến hết. Không có em nào là đi được cả đâu. Vì con đường trường thì đấy, gần đường trường. Thế nhưng mà nhà các em thì mãi trên đồi. Dạ. Mà đi xa lắm. Đối với học sinh thì vất vả là một việc rồi. Còn đối với những cô giáo mầm non á, thì trong quá trình công tác, các cô vừa mới ra trường lại leo lên đồi, vượt xuống như thế này thì vất vả dữ không cô? Cô có thể chia sẻ một vài câu chuyện của các cô mà cô đã từng chứng kiến cho em, một người con ở Đồng Tháp ra tận nơi đây. Thì các cô nói chung là vất vả thì có vất vả. Thế nhưng mà nghề nào cũng vậy thôi em ạ. Nghề nào cũng có cái khổ, cái vất vả. Nhưng vì là mình chọn rồi mà, cho nên là các em có vất vả thì mình đem đến cái chữ cho các em thì mình cũng rất là vui và tự hào nữa. Dạ. Vì là mặc dù vất vả nhưng mà mỗi người chọn lấy một nghề. Dạ. Mình đã chọn rồi thì mình rất tâm yêu nghề thôi. Dạ. Còn những cái khó khăn của các cô thì em thấy rồi đấy. Những ngày mưa thì như hôm nay tất cả các cô đều phải gửi xe lại và đi bộ. Dạ. Một đoạn đường cũng gần hơn một cây số đi bộ. Thì nói chung là cái khó khăn thì cũng có, nhưng mà cái vui và cái hạnh phúc cũng rất là nhiều. Thì có một cái tình yêu nghề nồng cháy thì mới có được một cái động lực để mà không ngại đường xá xa xôi đến đây công tác cô ha. Đặc biệt là đối với những cô giáo còn trẻ mới ra trường nữa. Cô năm nay là đã bao nhiêu rồi? Cô năm nay cô 53 tuổi rồi. Dạ. Và đã có 30 năm trong nghề. Dạ. Và cô cũng đã đi rất nhiều trường rồi. Dạ. Cô xuất thân thì cũng từ nông dân, cho nên là những cái trường như này thì đối với cô thì bình thường thôi. Nhưng đối với những giáo viên trẻ ấy, yeah, thì phải nói là một cực hình đối với các cô đấy. Thậm chí là có những cô là... khi mà ra trường chưa có gia đình nữa, rồi phải lội lên đây để dạy cho các trẻ, các con nè. Rồi bao nhiêu khó khăn vất vả các cô đều chịu đựng hết à? Vâng ạ, các cô đấy thì nói chung nhiều khó khăn thì các cô đấy vẫn cố gắng thôi. Yeah. Tất cả những vì các em thân yêu cho nên là các cô đấy rất là nhiệt tình, vui vẻ. Dạ, điểm trường ở đây thì có bao nhiêu lớp hả cô? Và mỗi lớp thì có bao nhiêu học sinh ha? Điểm này là cái điểm xa nhất của trường thì có một lớp thôi. Vì là dân ở đây họ
cái địa hình ở đây nó hơi phức tạp. Dạ. Mỗi một lớp, mỗi một gia đình thì cách nhau 1 đến 2 cây số. Dạ. Thế nên là mỗi một xóm thì chỉ được một lớp học. Dạ. Và lớp học nó có cả 4 lứa tuổi. Dạ. Thì 2, 3, 4, 5 tuổi. Dạ. Và lớp này thì tổng số có 17 em. Dạ. Và cũng có 2 cô giáo. Thì các bé khi mà đi đến lớp á, là học cả ngày hay là học một buổi thôi cô? À, các em đến đây là học cả ngày. Dạ. Và có ăn cơm trưa tại lớp. Dạ. Rồi chiều đến thì bố mẹ mới lại đón về. Dạ. Học một ngày như vậy thì các bé có bố mẹ của các bé có cần phải đóng tiền và mỗi một ngày chi phí ngày ăn cho các bé là bao nhiêu tiền hả cô? À, có, phụ huynh sẽ phải đóng góp mỗi em là 10.000. Dạ. Và sẽ nộp thêm củi. Dạ. Vâng. Thêm gì cô? Thêm củi ạ. Củi? Củi khí đốt đấy mà. Dạ. Vâng. Cái củi ấy. Dạ. Em chưa thấy cây củi đúng không? Dạ em thấy rồi, có nghĩa là dùng để đốt, để sưởi ấm. Dạ. Để nấu ăn ấy. Dạ. Để nấu ăn ấy. Dạ. Vì là cái điểm trường này là chưa có điện. Dạ. Cho nên các cô cũng không thể nấu đồ điện được. Chung quy lại là phụ huynh phải nấu củi. Nấu củi thì như thế nào? Ngày xưa thì ở em ở đồng bằng á, có nghĩa là khi mà thầy giáo đi dạy á là học sinh có đem theo một cây củi để cho gom lại cho thầy đem về nấu cơm củi. Thì ở đây không biết là nạp củi để cho nấu ăn tại lớp hay sao cô? Vâng ạ. Dạ. Củi đúng là nấu ăn tại lớp. Mỗi phụ huynh cứ đầu kỳ thì nộp vào một bó. Dạ. Sau đó là hết thì lại bắt đầu thu thêm lần hai. Dạ. Mỗi phụ huynh một bó nữa. À. Cứ như vậy. Cái này là nộp củi là tự nguyện hay là bắt buộc cô? Chắc là phải bắt buộc, nếu không thì không có củi đốt. Dạ. Bắt buộc mỗi em phải nộp một bó như vậy. Dạ. Một cái câu chuyện rất là thú vị nha, tại được cô hiệu trưởng chia sẻ ngay tại huyện Nguyên Bình, xã Thiệu Nguyên hả cô? Vâng. Xã Thiệu Nguyên, huyện Nguyên Bình, một cái huyện rất là đẹp. Ở Cao Bằng có nhiều cái huyện cái tên đẹp lắm, như Hà Quảng, rồi Bảo Lạc đúng không cô? Nguyên Bình. Bảo Lâm. Dạ. Cô có thể chia sẻ một cái câu chuyện của một cái cô giáo nào có thể là trong thời gian quá trình mà sau khi là sinh viên ra là một cô giáo đứng lớp ở một cái điểm trường mà nó vừa vắng như thế này á, thì các cô là sáng đi chiều vậy hay là phải ở lại trên này cô? Thì ngày trước ở cái đoạn điểm trường này là chưa có đường đi là các cô giáo ở lại đấy. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì có con đường, nhờ có đảng quan tâm thì cũng có con đường đi. Dạ. Tương đối tốt rồi. Dạ. Một đoạn nữa là chưa. Dạ, mời cô đi trước. Dạ. Đó. Đi cho em quay lại đó. Dạ. Rồi có bao giờ cô giáo mới ra trường cảm thấy buồn tuổi quá rồi khóc không? Dạ. Cái đó là đương nhiên. Bởi vì là khi mà đến đây vắng, cái thứ nhất là không biết nói tiếng dân tộc, không biết em học sinh đó khóc, nhưng mà không biết em khóc vì cái gì. Dạ. Thì theo cái tâm lý của người giáo viên mầm non thì chỉ biết dỗ là chiều mẹ đón rồi này kia thôi. Dạ. Thực ra thì cũng rất là buồn. Dạ. Rất là nhớ nhà, vì là chưa có điện thì không có thông tin liên lạc gì với ngoài luôn. Dạ. Còn có nghĩa là có điện thoại cầm trong tay cả ngày nhưng mà chẳng gọi được cho ai. Thế nên là cũng rất là buồn đấy. Ở trên này ngay cả sóng di động là vẫn không có, đừng nói chi là những cái mạng 4G hả cô hả? Không có điện cũng không có sóng đâu. Dạ. Hiện tại bây giờ em vào đây là thì có thể là cái đồng hồ điện thoại em đã bị mất giờ rồi đấy. Dạ. Hiện nay á là hiện giờ là cái điện thoại của Bùi Hồ á là nó không có cột sóng nào luôn. Và cái nhiệt độ ha. Coi cái nhiệt độ. Nhiệt độ hiện nay là 18 độ. Vào buổi tối thì nó sẽ thấp hơn. Ôi. Dạ. Phải nói là nếu như mà lội bộ thì chắc khoảng hơn 10 phút nữa mới tới. Nhờ có một anh chạy xe anh rước. Và đây là một trong những điểm trường mà theo được cô hiệu trưởng chia sẻ rằng á, bố và phụ huynh á phải ngoài việc đóng tiền và còn phải đóng thêm một bó củi để mà sưởi ấm cũng như là nấu cho các em. Ở đây là một điểm trường mầm non có tổng cộng là 17 học sinh. Và trong cái chuyến hành trình ngày này á thì Bùi Hồ sẽ phát cùng với đoàn sẽ phát 78 phần gồm cả học sinh mầm non và tiểu học. Tuy nhiên Bùi Hồ sẽ chọn một cái điểm trường xa nhất và cao nhất. Ở đây thì chỉ có 17 học sinh của một cô hiệu trưởng mà Bùi Hồ mới vừa phỏng vấn đó cô bác anh chị. Đây là cô hiệu trưởng nè. Dạ. Được không? Em đi được cô. Cô nói rằng đó là cái điểm trường này lúc đây của tiểu học nhưng mà thời gian này thì là sử dụng cho mầm non. Rồi, chào các cháu. Em chào các chú. Chào các chú.
À giỏi quá. anh bí thư được không? Dạ. Bí thư xóm. Là... Các bé ở đây là học lớp mấy cô? Chú hỏi kia. Các con học lớp mấy? Lớp 4 lớp 5. Con học lớp 4 với lớp 5. Dễ thương ghê. Đa số các cháu ở đây là người dân tộc hết. Dạ. 100% là dân tộc Dao. Dân tộc Dao hay cô ha? Dạ. Đúng là bên là các em được đi học rồi, còn chưa mạnh dạn. Nhưng mà không đi học nữa thì có khi thấy các chú khi chạy. Đấy, đấy, chào chú xong chạy luôn. À, nói cảm ơn cô rất là nhiều đã chia sẻ những cái câu chuyện về nghề giáo đối với em. Và cảm thấy rất là thiêng liêng cô ha. Một buổi sáng đầy sương gió và lạnh, khí hậu lạnh như thế này và thấy cô tự nhiên cái ấm lòng lại. Không những các em thấy ấm lòng mà bản thân cô cũng cảm như là cô được tặng quà vậy. Dạ. Đấy, em mang cái hơi ấm, nắng ấm của Lâm Đồng đến tận Cao Bằng. Em ở Đồng Tháp. Em ở Đồng Tháp. Dạ, em ở miền Tây, còn Lâm Đồng thì ở miền Trung. Nơi Tây Nguyên. Nơi ấm áp và mang khí hậu hơi ấm đến cho các em vùng cao. Vất vả để mà đồng hành cùng với lại đoàn của mình. Và hôm nay rất là vinh dự khi mà được anh quay phim ghi hình và chia sẻ câu chuyện của một người miền Tây mà lên tận cái vùng non nước Cao Bằng như thế này. Xin hỏi xuất phát từ đâu mà anh có ý tưởng đến với các em nhỏ vùng cao và tặng quà cho nhà trường cũng như cho các em học sinh ở vùng cao? Dạ trước hết thì em xin chào tất cả và em là tên là Bùi Văn Hồ và hiện nay thì em đang sinh sống và làm việc tại Đồng Tháp. Công việc của em là lao động tự do với nghề YouTube và thiện nguyện về vùng cao là một điều gì đó em đã ấp ủ khoảng 3 năm về trước rồi. Lần này là lần thứ 3 mà em có dịp trở về lại Cao Bằng. Tuy nhiên hai lần trước thì đi khám phá trải nghiệm cái vùng đất thiêng liêng, một vùng đất non nước của Cao Bằng. Vì những lần trước á, khi mà em đi về Cao Bằng, nhiệt độ xuống rất là lạnh so với ở miền Tây của em. Ở miền Tây của em á, thì nhiệt độ trên lệch mà thấp nhất á, thì khoảng 24-25 độ C. Tuy nhiên về vùng đất Cao Bằng này thì khoảng 12-13 độ C. Và đó thì đó là một trong những cái điều mà làm cho em vượt đường xá xa xôi để mà đến Cao Bằng này. Để phát quà cho, phát áo ấm cho các em học sinh. Vì bản thân của em cũng là một giáo viên đã từng đứng lớp và hiểu được cái nỗi vất vả của các cô ở vùng cao cũng như là sự đi tìm con chữ của các em nhỏ ở tỉnh Cao Bằng nói chung và ở các huyện của Cao Bằng nói riêng. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Chúc anh sẽ có một chuyến đi đến với Cao Bằng thành công. Dạ. Và nói chung là qua một cái buổi phỏng vấn ngắn như thế này cho gửi lời chúc sức khỏe đến các ban ngành đoàn thể cũng như là chính quyền địa phương tỉnh Cao Bằng đã tạo điều kiện cho em có mặt tại Cao Bằng vào thời điểm này rất là ý nghĩa đối với em. Em cảm ơn rất nhiều. Dạ. Và bây giờ thì cũng đã mưa đến rồi. Như cô bác quý anh chị biết, Cao Bằng là một vùng đất coi như là địa đầu của Tổ quốc, giáp với lại Trung Quốc. Có đường biên giới dài khoảng hơn 300 km giáp với Trung Quốc. Và nhiệt độ ở đây cũng khá là cao, với 3/4 là đồi núi. Chỉ có 10% là diện tích đất là người dân Cao Bằng có thể trồng trọt hoặc hoa quả được thôi. Phần còn lại là đồi núi rất là chập trùng. Việc đi học của các em thì phải trải qua những cái ngọn đồi, những cái ngọn núi. Phải vượt hàng cây số lội bộ bằng đôi dép nhựa nè. Và cái chiếc áo phông đến trường là một chuyện khá là bình thường. Hiểu được cái nỗi khó khăn đó thì ngày hôm nay thì cũng thay mặt cho quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước để tìm đến những cái vùng, những cái điểm trường vùng xa như thế này trao quà cho các em là một điều gì đó rất thiêng liêng. Cũng không quên nói lời cảm ơn đến tất cả các anh, các chị trong đoàn của Bùi Hồ, cũng như cảm ơn đến tất cả các chính quyền đoàn thể các cấp của tỉnh Cao Bằng đã tạo điều kiện cho Bùi Hồ tìm đến một cái Nguyên Bình, xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình của tỉnh Cao Bằng. Đây là ngày thứ hai và hai ngày khá là ấn tượng luôn cô bác anh chị. Ngày mai này sẽ trở về lại miền Tây. Đây là một trong những cái kỷ niệm đáng nhớ cuối năm, một cái kỷ niệm phải nói là đối riêng đối với bản thân Bùi Hồ và những người mà xem đoạn clip như thế này. Cảm ơn rất là nhiều luôn ha. Và đây, đằng sau lưng của Bùi Hồ đây là một cái điểm trường nằm trên núi, đó là điểm trường xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình của tỉnh Cao Bằng. Bây giờ đi tham quan một tí xíu nữa ha. Em đi xíu đi. Dạ.
Bây giờ ở đây là xã gì anh? Xã Triệu Nguyên. Xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình của tỉnh Cao Bằng. Tỉnh Cao Bằng. Và đây là xóm này là xóm Nậm Rằng. Xóm Nậm Rằng. Xa nhất. À, đang ngồi với nhau chung quanh để mà sưởi ấm á. Tại vì ở trên đồi núi nên nhiệt độ cũng khá là lạnh luôn. Và để sưởi ấm ở trong cái cơ thể thì có một ít rượu. Đúng anh, rượu đó là rượu ngô. Rượu ngô. Dạ. Cảm thấy ấm áp khi mọi người gần nhau hơn ha. Dạ. Nghe các anh kể rằng là ngày hôm cho tài tiêu à, cho tài tiêu đồng tháp 10 à. Dạ. Dạ. Dạ, cô nói gì vậy em không hiểu. Tiếng Dao hả? Dạ. Dạ. Anh trưởng xóm. Dạ, anh trưởng xóm. Đây có anh này uống ấy. Không không không, em không uống. Dạ, không 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 uống. Không không không. Dạ, được rồi, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn nhiều. Không uống được. Dạ được rồi. Mời các chị. Dạ. Dạ. Ngồi xung quanh cái bếp lửa rồi chia nhau một cốc rượu ngô. Cảm thấy ấm lòng ghê. Dạ. Đấy, là trai có vào sắp bay.